rồi từ trong tiến thành Bos đi ra. Nói chung trong đây là cái khu giống như là cái quán ở mé sông thôi, nhưng mà ở mé sông rất là rộng, nước mênh mông lắm. Có thuyền rồi, ví dụ như tiệc tùng muốn tổ chức ở trên trên thuyền cũng được. Nãy mình vô thì không có khách, vắng, rất là vắng, không có ai, hầu như là không có ai, chỉ có nhân viên cái quán thôi. Rồi mình quay cái bến, ngay cái bến tàu rồi thôi về. Còn cái đường này là đường ra nè, đường ra của là bên tay trái có cái bảng là Tiến Thành Sport. Nói chung là nếu mà bạn bè rồi thì đến để tổ chức tiệc tùng ở khu này là rất là lý tưởng, mát mẻ bên bờ sông. Ở đây là Phước Vĩnh Đông của huyện Cần Giuộc nha. Hôm nay lâu quá không có đi xuống đây. Từ năm 1992 thì còn đi xuống đây. Tới bây giờ luôn mới quay lại chỗ này, khu vực ở Phước Vĩnh Đông trước Vĩnh Tây này. Giờ phát triển quá. Điểm ghê luôn. Để mình quay khúc đường ở bên ngoài, tại hồi nãy đi á, lượt đi á, mình không biết đường, mình phải dùng điện thoại để lên Google Map, tại vì có một cái điện thoại không có quay được. Bây giờ về mình sẽ quay cái cuộc sống, cái xã hội phát triển ở cái khu vực này. Đường mênh mông, đường rất là rộng, nhà cửa người dân rất là nhiều. Đây nè, cái bảng này là cái bảng chào của Phước Vĩnh Đông ấp gì đó. Đây là ra nha. Bây giờ mình về lại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh là có hai hướng đi. Một là đi ở qua cầu Thủ Bộ, đi hướng quốc lộ 50 về. Còn hai là đi hướng Lê Văn Lương, nhưng mà đường hồi nãy xấu quá. Đường Lê Văn Lương cái khúc bên Long An á, đường DT mấy á, đang làm xấu quá. Còn nếu mà đi phà Tân Thanh á, đi phà Tân Thanh đi qua huyện Cần Giuộc á thì đi về quốc lộ 50 cũng được. Còn không thì đi phía Thủ Bộ, đi qua cầu Thủ Bộ xuống chỗ chợ Trạm, ngã tư chợ Trạm rồi này kia đó, chạy lên thị trấn Cần Giuộc cũng đi quốc lộ 50 về. Thôi mình chạy đi chừng nào chút xíu rồi tính, để quay đường xá trong đây cho mọi người đều xem. Trong đó thì trong cái chỗ Tiến Thành Sport đó, Bos là tàu á, tiếng Anh mình đọc không có chuẩn, Bos tàu. Trong đó thì rất là mát, ngay cái mé sông mà con sông rất là lớn á, không biết cái sông đó là tên là sông gì, phải lên Google coi mới biết. Sông rất là lớn, bạn bè rồi vô tụ tập ở đó tiệc tùng thì ok, chứ còn du lịch thì không có gì hết, đi tàu vòng là thôi. Chứ mình nghe nói có cái cầu tàu đi ra đó thôi. Định quay hết trong cái quán nhưng mà ngại, sợ mình ngại chủ quán rồi này kia, thôi mình không quay, mình quay phía ngoài, mình quay cái phía ngay cái tàu, ngay cầu tàu, quay mấy giây. Nói chung là hôm nay ngày thứ bảy nên cuối tuần nữa mà trong đó hầu như không thấy cái bàn nào. Chắc ngày mai mới đông, mai chủ nhật.
từ đây đi ra ngoài chợ Tân Tập á, từ chỗ Tiến Thành đi qua đi ra Tân Tập là khoảng 4 km nha, đúng 4 km đường bằng bê tông nè, chứ không phải đường nhựa. Chợ Tân Tập ở chợ núi có một cái chùa, ngày xưa thì hay thanh niên ở huyện Cần Giuộc rồi hay tập trung đến chùa đó chơi vào những cái ngày lễ Tết, để chút xíu chạy còn mình ghé đường ghé vô mình quay chút xíu. Còn bây giờ nó có thay đổi gì nhiều không? Chợ núi đường xấu quá, chạy tới 3 giờ mới tới đây mọi người. Đường đang làm, bây giờ mình nếu mà mình đi về hướng bên quốc lộ 50 á thì chắc đi nhanh khoảng tiếng đồng hồ, 30 mấy cây số, 36 cây, về tới quốc lộ 50 với lại Nguyễn Nhật Linh thì hay bị kẹt xe, thì lúc đó mình sẽ có một cái phương án là đi Trịnh Quang Nghị, quốc lộ 50 đây, cổng chào xã Phước Vĩnh Đông, hẹn gặp lại quý khách. Cầu này cầu Tắc Cạn nha, nãy mình đi qua những cái cầu nhỏ 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 không. Cầu Tắc Cạn ở đây mình quay có live cam mà quay ở đây cũng đẹp lắm. Rồi bây giờ 3:36 rồi, đồng hồ xe là 3:36, còn đồng hồ của mình là 3:40, về tới nhà chắc 5 giờ nữa. Đường đi qua thủ bộ về trạm của mình cũng không nhớ, không nhớ quên đường rồi. Con đường này giống là đường gọi là đường nông thôn á, làm bằng bê tông chứ không phải là đổ nhựa. Hai xe tránh nhau được, đường rộng. Con sông công nhận lớn ở chỗ đó mà tắm hết ý luôn đây cha, xe ghê quá. Chợ này là ra tới chợ Tân Tập rồi đây, quá trời rác ha. Cuộc sống phát triển lên là kéo theo nhiều cái cần phải xử lý đó. Nhà văn hóa ấp Tân Chánh đây mình vừa phải nè. Ở đây là đường Tân Tập luôn. Đó, bạn thấy đường xá không? Chợ Tân Tập ở đây nè.
đường đường chợ Tân Tập, huyện Cần Giuộc. Đường cờ xí keo rộp luôn. 30/4 còn nay mới có còn nửa tháng nữa mà sao sớm trang trí sớm quá. Đó, đường hai bên rộng không? Đói bụng là sao? Khổ quá. Đường đó quá dữ. Dùng hạ của huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Long An là một tỉnh giáp với thành phố Hồ Chí Minh nha. Huyện Cần Giuộc là một cái huyện giáp với Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Chính thì quay quá ít. Chính ngay chỗ Tiến Thành Sport. Đọc tiếng Anh hả? Tiến Thành Sport thì quay quá ít. Tại vì nó cũng không có gì để quay. Sai rồi các bạn ơi, phải quẹo phải đó, quẹo phải thì vô chỗ cái chùa núi. Đi sai rồi, lần kia có chỗ quay đầu lại vô, quay khoảng chừng vài phút ở trong đó cái này chùa núi nha. Ngày xưa huyện Cần Giuộc không có chỗ nào đi chơi, lễ Tết hay tập trung xuống chùa núi. Rồi chút xíu mình coi bản đồ coi có phải đi về bộ đi đường này hay không. Tự
về Thủ Bộ đi cho nó nhanh. Đường kia đang làm hay quá. Rồi lật. Một em gắn máy chạy phía sau. Cây nhiều lắm, có những cái cây gọi là cây cổ thụ luôn á, không biết bây giờ còn hay không. Rồi quẹo vô đó. Quẹo vô này là ở chợ núi đây, ấp Văn Hóa, ấp Tây. Tổ đình Linh Sơn. Đi chắc rung quá à. Giờ xây lại hết rồi. Ngày xưa đi đình Linh Sơn, mình đi vô bên trong.
giờ đóng cửa hết rồi. Ngày xưa đi phía trong đây nè, đi vô những cái cây cổ thụ vẫn còn. Quay cho các bạn coi. Là những cái cây gốc cây nè rất là lâu năm, giờ khóa cửa rồi. Tam thế Phật nha, mình chưa biết chỉnh. Rồi quay xíu thôi. Trên cổng Duy Tuệ Thị Nghiệp. Rồi thôi bây giờ bắt đầu chúng ta về. Khoảng 3-4 km nữa là quẹo phải ra quốc lộ 50. Từ quốc lộ 50 này cứ thẳng một đường là về tới bến xe quận 8. Trời u ám rồi, chắc mưa quá, mưa cho mát. Điện thoại cũng gần hết pin rồi, thì mình quay đến khi nào hết pin thì thôi. Đây là ngã tư chợ Chạm á, chợ Chạm Cần Đước á. Rồi cứ tăng về, mới làm hết 2 cái bánh, nó bụng làm 2 cái bánh các bạn ơi. Ok, rồi mình quay khi nào hết pin thì
sẽ dừng video. Cũng mong là mọi người xem video vui vẻ. Xin bấm một like, một share, một chia sẻ. Mình bắt đầu làm quay những video clip. Mục đích đó là quay để kỷ niệm. Tuy nhiên gần đây thì ngoài cái việc mà để làm kỷ niệm thì mình chia sẻ để mọi người xem những cái việc, những cái địa điểm, những địa điểm mà cảnh đẹp thiên nhiên rồi này kia thì mình chia sẻ. Để mọi người xem. Cái đoạn này á, tại vì quốc lộ 50 á, nó sẽ chạy dài từ ở cầu Nhị Thiên Đường á, ở quận 8, chạy dài cho tới cầu Mỹ Lợi của huyện Cần Đước. Thì cái khúc này á, là khúc từ ngã tư chợ Chạm cho đến thị trấn huyện Cần Giuộc thì mình chưa có quay. Còn cái đoạn từ thị trấn Cần Giuộc mà đi ngược lên chỗ bến xe quận 8 á, lúc trước mình cũng có quay rồi. Ở những cái clip khác á, mình có quay rồi. Thì cái này mình quay cố gắng khi tới, gọi là tới ngã ba mũi Tàu á, ở thị trấn Cần Giuộc. Thì mình nếu mà còn pin thì mình cũng tắt clip ha. Tại vì cái đoạn kia thì mình đã quay ở clip trước rồi. Xe này gì thì anh biết. Có cấm vượt gì không? Chỗ này mình chạy với công an gì không đây? Đường thì cấm vượt rồi đó. Ở đường ngoài đây đi thì nó nhanh các bạn. Đường lớn, to, mặt đường lát nhựa, đi phía trong kia chờ đang làm, đi gắn máy thì bên trong thì ngon hơn, ở ngoài đây thì xe nhiều quá. Đoạn này là khu dân cư, chạy giới hạn tốc độ chút xíu.
đi vô thị trấn Cần Giuộc đi, lòng vòng đây chị đi vô đường tránh đó. Đường đó là vô đường tránh thị trấn. Trường bên tay trái là trường cấp 3 của thị trấn Cần Giuộc, trường cấp 3 đó. Bên tay phải là nghĩa trang liệt sĩ. Ngày xưa cái này đó, địa danh nó tên là xã Trường Bình, nhưng mà sau này là sáp nhập lại với thị trấn luôn đó. Mình đi đường này là đi ngang thị trấn, là trung tâm của thị trấn. Hồi nãy ngay Bùng Binh á, là bên tay trái rẽ qua là cái đường tránh thị trấn. Đường tránh nó đi lên tới chỗ chùa Bồ Đề. Đây là ngã ba gì quên rồi, ngã ba Mũi Tàu đó. Đi thẳng là vô thị trấn Cần Giuộc nha. Còn mình quẹo trái nè, mình quẹo trái là đi cũng một cái đường nữa, cũng tránh nữa. Cứ đi đường này đi. Rồi, ở video tới đây xin tạm dừng nha. Xin gặp lại, hẹn gặp lại mọi người vào những video khác. Xin mọi người cho một like, một share và đăng ký kênh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.